Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng nhất và sau đây là nội dung chi tiết. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối ngày 10 tháng 7, một lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Giang xác nhận lực lượng chức năng vừa phát hiện thêm một người dương tính với bệnh bạch hầu. Đây là người tiếp xúc gần F1 với bệnh nhân MTB 18 tuổi quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, tạm trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chung phòng với nạn nhân PTC đã tử vong. May mắn là ca dương tính này là một trong 16 F1 đã được cách ly từ trước nên khó có khả năng lây lan bùng dịch. Bạch hầu là bệnh truyền nhiễm nhóm B lây lan qua đường hô hấp do tiếp xúc với người bệnh và người lành mang vi khuẩn. Bệnh có tỷ lệ lây lan nhanh, đặc biệt nếu người tiếp xúc ca bệnh chưa được tiêm phòng thì tỷ lệ lây lan có thể lên đến 100%, CDC tỉnh Bắc Giang cảnh báo. Tin tức từ CBRE Việt Nam vừa công bố tiêu điểm thị trường bất động sản quý 2 năm 2024. Báo cáo chỉ ra mặt bằng giá bán chung cư tại Hà Nội đang ngày càng tiệm cận mức giá ghi nhận được tại thành phố Hồ Chí Minh ở cả hai thị trường sơ cấp và thứ cấp. Cụ thể, tại thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng trên một mét vuông, chưa bao gồm VAT và phí bảo trì, chỉ thấp hơn 3 triệu đồng so với mức giá trung bình hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh. So với quý trước, giá bán đã tăng 6,5% và tăng gần 25% theo năm. Nguồn cung mới phân khúc, cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của các chủ đầu tư phía Nam khiến mặt hàng giá sơ cấp chung cư tại Hà Nội giữ ở mức cao. Ngày 10 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Theo đó, hơn 91% cử tri 10 quận thực hiện sắp xếp đồng thuận chủ trương, gần 2% cử tri không đồng thuận và còn lại là có ý kiến khác. Trong đó, cử tri phường 8, quận 4 và phường 2, quận 6 có 100% cử tri đồng thuận. Các ý kiến không đồng ý và ý kiến khác đều xoay quanh những khó khăn trong việc chuyển đổi giấy tờ, địa chỉ sau sáp nhập. Do đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị các cấp chính quyền hỗ trợ tạo điều kiện trong việc chuyển đổi các loại giấy tờ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, 6 tháng đầu năm, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2,1 triệu trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng. Cùng trong khoảng thời gian này, khoảng 407.000 bằng lái xe bị tước, hơn 715.000 xe cộ bị tạm giữ. So với cùng kỳ năm 2023, số trường hợp vi phạm bị xử phạt tăng 26,74%, tiền phạt tăng hơn 800 tỷ đồng. Nửa năm qua, số vụ tai nạn có nguyên nhân liên quan đến rượu bia giảm 37,6%, giảm 66,2% số người chết và giảm 11,1% số người bị thương. Sau một tuần thực hiện quy định mới, Cảnh sát Giao thông cả nước đã kiểm tra 26.961 trường hợp thông qua ứng dụng VNEID, đồng thời tước 499 bằng lái của người vi phạm trên môi trường điện tử. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, quy định cho phép kiểm tra tước giấy tờ tài xế vi phạm thông qua môi trường điện tử giúp hạn chế tình trạng sử dụng bằng lái xe giấy đăng ký xe giả khi xuất trình. Đồng thời, điều này còn giúp người dân thuận tiện hơn khi tham gia giao thông, tránh phải mang theo quá nhiều bản cứng của giấy tờ. Trường hợp tài xế đã bị tước, tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử mà tiếp tục vi phạm ở một địa điểm khác, lực lượng chức năng sẽ đồng thời kiểm tra trên cả hệ thống cơ sở dữ liệu, từ đó phát hiện ra tình trạng của giấy tờ đó đã bị xử lý ở đâu, có đang bị tước, tạm giữ hay không. Tránh việc người vi phạm đã bị tước giấy tờ trên môi trường điện tử, song vẫn dùng giấy tờ bản cứng để xuất trình. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Điều 14 quy định, khi vượt các xe, phải vượt bên trái. Trường hợp khi xe phía trước có tín hiệu rẽ trái hoặc đang rẽ trái, hoặc khi xe chuyên dùng đang làm việc trên đường mà không thể vượt bên trái thì được vượt về bên phải. Xe xin vượt chỉ được vượt khi không có chướng ngại vật phía trước, không có xe chạy ngược chiều trong đoạn đường định vượt, xe chạy trước không có tín hiệu vượt xe khác, đã có tín hiệu rẽ phải và tránh về bên phải. Khi có xe xin vượt, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước phải quan sát phần đường, nếu đủ điều kiện an toàn thì giảm tốc độ, có tín hiệu rẽ phải để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết, được vượt và đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây cản trở đối với xe xin vượt. Trường hợp có chướng ngại vật hoặc không đủ điều kiện an toàn thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía trước có tín hiệu rẽ trái để báo hiệu cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phía sau biết là chưa được vượt.
xe xin vượt phải có báo hiệu nhấp nháy bằng đèn chiếu sáng phía trước hoặc còi, trừ loại xe thô sơ không có đèn chiếu sáng và còi. Khi vượt xe phải có tín hiệu báo hướng chuyển. Xin tín hiệu hướng chuyển được sử dụng, đảm bảo khoảng cách an toàn với xe phía trước và phía sau trong suốt quá trình xe vượt. Đặc biệt, trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau, chỉ được báo hiệu xin vượt bằng đèn. Ngày 10 tháng 7, tin tức từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngành đường sắt đã mở bán vé các đoàn tàu sau hè đến hết năm 2024, gồm dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách. Trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 3 tháng 9, khi mua vé khứ hồi sẽ được giảm 5% giá vé lượt về cho cá nhân và giảm 7% giá vé lượt về cho đoàn tập thể từ 20 người trở lên.